bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phùng Thiệu Phong buồn bạo gọi điện cho Triều Lê Dĩnh lúc nửa đêm, Sam Sam có động thái bất ngờ. Người hâm mộ Phùng Thiệu Phong, Triệu Lê Dịn vẫn luôn nuôi hy vọng cặp đôi sẽ gương vợ lại lành. Đã gần một năm sau tuyên bố ly hôn rúng động làng giải trí hoa ngự, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lê Dịnh luôn cố gắng kín tiếng, không chia sẻ về nhau trước truyền thông và người hâm mộ. Cuộc sống của cả hai trở nên khác biệt hoàn toàn. Trong khi bị nhân họ Triệu bận rộn với các dự án cá nhân, thì tài tử Minh Lan Chuyện lại im hơi lặng tiếng hơn hẳn. Anh dành nhiều thời gian bên cậu con trai tưởng tượng, ít nhận lời mời dự sự kiện. Tuy nhiên, Trang Quy Quy mới đây đã có một bài viết tiết lộ một tình tiết cực hot của cặp đôi vàng một thời. Nguồn tin cho biết, sau khi ly hôn, nam diễn viên họ Phùng vô cùng buồn bạ. Có lần Phùng Thiệu Phong không nén được cảm xúc liền gọi điện cho vợ cũ ngay giữa đêm khuya, ai ngờ nàng Sam Sam nhấc máy trả lời. Trang Quy Quy tiết lộ rằng, Triệu lời diện lấy chủ đề con cái để trò chuyện với Phùng Thiệu Phong, cả hai có một cuộc trò chuyện khó quên và điều khiến các fan bất ngờ, đó chính là việc mỹ nhân họ Triệu chịu, chịu nhận cuộc gọi từ chồng cũ chiến hành động này của nàng Sam Sam đã khiến dân tình vô cùng vui mừng, đồn đoán về việc phải trang cặp đôi đã hồi tâm chuyện ý, chuẩn bị tái hợp với nhau. Có lẽ đây vẫn là một vấn đề bỏ ngọ đối với Triều Lê Dịn và Phùng Thiệu Phong. Không ít netizen tỏ ra nghi ngờ về bài viết do Trang Quy Quy chia sẻ, mà dù vậy vẫn có hàng ngàn fan kỳ vọng cặp đôi Dịn Phong có cơ hội tái hợp, xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc và đầy đủ cho bé tưởng tượng. Khả năng tái hợp của cặp đôi khá ít ỏi, tuy nhiên lại có rất đông người hâm mộ chờ đợi vào phép màu này. Trước đó, một tờ báo Hồng Kông cũng đăng tải bài viết chia sẻ về việc cặp đôi Triều Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tái hợp hậu ly hôn. Nguồn tin cho hay Triều Lê Dịnh là một cô gái có phần truyền thống và bảo thủ, nữ diễn viên không thể nhanh chóng tìm tới mối quan hệ với người đàn ông khác. Hơn nữa, nàng Sam Sam vẫn còn tình cảm với Phùng Thiệu Phong, chính cậu con trai tưởng tượng là cầu nối giao tiếp giữa hai người. Đầu đề bài báo còn cho biết những cuộc hẹn hò của tài tử họ Phùng gặp thất bại, chính vì vậy anh chuyển hướng theo đuổi Triều Lê Dịnh. Bài viết còn cho biết thêm, trước mặt con trai cặp đôi vẫn cố gắng tạo hình ảnh là một gia đình hoàn chỉnh, Triệu Lệ Dịn và chồng cụ vẫn xuất hiện bên nhau trước mặt bé tưởng tượng. Sau khi ly hôn, cả hai đã có khoảng thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ nhiều hơn. Chính vì vậy, việc quay trở lại bên nhau là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng, việc Triệu Lệ Dịn thường xuyên đi đi về về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải không phải vì muốn tái hợp với tay tự họ Phùng, mà là vì cần chăm sóc con trai dưới sự quan sát của mẹ chồng cụ. Thời điểm cặp đôi ly hôn, nhiều nghi vấn được đặt ra. Theo đó, không ít ý kiến cho rằng Triệu Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong độ vợ là do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Từ lúc Phùng Thiệu Phong, Triệu Lê Dịnh yêu nhau, mẹ của nam diễn viên đã không đồng ý. Vì ngôi sao Hà Thiên Cốt sinh ra ở nông thôn, trình độ học vấn thấp, mẹ của Phùng Thiệu Phong cho rằng cô không xứng với con trai bà. Tuy nhiên, bà buộc phải đồng ý cho Phùng Thiệu Phong cưới thấp do Triệu Lê Dịnh mang thai bà phùng coi thường xuất thân của triều lời dịnh dù đã thành người nổi tiếng cô vẫn không thay được một số thói những khuyết điểm lộ ra lúc sống chung càng khiến mẹ chồng khinh thường nữ diễn viên tạm ích vốn là người mạnh mẽ triều lời dịnh muốn trở lại đóng phim ngay sau khi sinh con nhưng bà phùng không chấp nhận điều này bà thuộc kiểu người phụ nữ truyền thống cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con triều lời dịnh không đồng ý với quan niệm này nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu leo thang Bà Phùng cho rằng người đẹp họ chịu kết hôn với Phùng Thiệu Phong là vì điều kiện gia đình anh. Tư tưởng này lâu dần ngấm vào đầu nam diễn viên 3 ích. Trong một chương trình tập kỷ năm 2019, Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ, không rõ triệu lời dịnh lấy anh bởi tình yêu hay chỉ đơn thuần muốn kết hôn, sinh con. Suy nghĩ này khiến anh bất an. Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng muốn triệu lời dịnh sớm sinh em bé thứ hai và chuyên tâm ở nhà chăm sóc các con. Tuy nhiên, triệu lời dịnh ý thức được áp lực cạnh tranh trong làng giải trí rất lớn có mấy ngôi sao tự tin độ tầm mạnh hưởng đến mức khán giả có thể chờ đợi họ tái xuất trong thời gian quá dài dù triều lệ Dịnh là ngôi sao hàng đầu xí si biết cũng không thể xóa nhà đi định kiến của mẹ chồng đối với cô mâu thuẫn tích tụ lâu ngày cuối cùng bùng nộ và ly hôn là không thể tránh khỏi tư tưởng bạo thụ của mẹ chồng triều lệ Dịnh đã chết chết cuộc hôn nhân của cặp sao bên cạnh đó thái độ của phùng thiệu phong cũng có vấn đề nhiều cuộc chiến ngầm giữa mẹ và vợ, Phùng Thiệu Phong không hề có động thái nào muốn giải quyết. Anh liên tục nghe lời mẹ khiến chiều lời Dịnh ngày một nạn lòng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.